vị và các bạn đang đến với những hình ảnh tại lễ tri ân tổ nghiệp ngành tóc năm 2015 do Hiệp hội ngành tóc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là hoạt động thường niên trong những ngày của tháng Giêng hàng năm. Các nhà tạo mẫu tóc, những người làm nghề cắt uốn tóc lại tụ hội đông đủ trong buổi lễ giỗ tổ ngành cắt uốn tóc. Và năm nay cũng vậy, ngay từ rất sớm, khuôn viên trung tâm hội nghị White Palace đã trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của các nhà tạo mẫu tóc, những người làm nghề tóc và cả đại diện những nhãn hàng sản phẩm làm đẹp cho tóc từ khắp nơi đổ về dự lễ. Hôm nay lễ giỗ tổ ngành tóc của Hội Tóc Thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay sự chuẩn bị của việc mà giỗ tổ rất là chu đáo, được sự quan tâm của các lão tiền bối và các nhà tạo mẫu trên cả nước về đây hội tụ rất đông. Thì hội rất là cảm động khi những tình cảm của các nhà tạo mẫu đến để dự cái lễ giỗ tổ này. Trong suốt những năm vừa qua thì Veola Việt Nam cũng chưa từng gọi là bỏ sót cái kỳ giỗ tổ nào của hội ngành tóc. Thực ra đây là một cái sân chơi và một cái lễ hội mình nghĩ là nó rất là hay, rất là bổ ích cho những anh em trong cái giới ngành tóc và các công ty mà cung cấp các cái dịch vụ sản phẩm về chăm sóc tóc. Thì đầu tiên thì họ đến đây cơ bản là để mà tri ân tổ nghiệp, những tiền bối, những người đã dẫn dắt và đã truyền nghề lại cho thế hệ sau có cái cuộc sống, có cái tay nghề như hôm nay. Lần thứ hai nữa là cái ý nghĩa thứ hai là qua một năm mà làm việc, lao động vất vả thì sau Tết cũng là cái dịp để mà họ có thời gian thảnh thơi hơn để mà gặp nhau, giao lưu, rồi trao đổi kinh nghiệm, trò chuyện vui vẻ với nhau. Trước khi lễ giỗ tổ được diễn ra, Ban chấp hành Hiệp hội ngành tóc nhiệm kỳ năm 2015-2019 cũng đã ra mắt và giới thiệu nhiều hoạt động với nhiều nét mới, chương trình mới, nhân lực mới, quyết tâm mới. Và lễ giỗ tổ tri ân tổ nghiệp ngành tóc năm nay cũng chính là một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện chương trình sắp tới sẽ được Hiệp hội ngành tóc thực hiện nhằm tiếp tục phát triển ngành tóc Thành phố Hồ Chí Minh, cái nôi truyền thống của ngành cắt uốn tóc và cũng là nơi đào tạo biết bao cây kéo vàng của ngành tóc Việt Nam. Cái nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi cũng có một số thành tích đáng kể về công tác xã hội và từ thiện, thì chúng tôi cũng đã quyên phát động và quyên góp được cho quỹ học bổng Vừa A Dính. Chúng tôi cũng tham gia các hoạt động như là quỹ vì học sinh trường xa. Chúng tôi cũng thành lập được một cái quỹ vòng tay nhân ái để nhằm chăm lo và săn sóc các lão tiền bối về già. Về công tác mà phát triển hội thì hiện thời chúng tôi cũng đã có được các chi hội quận 3, quận 6, quận 12, quận Tân Bình, quận Gò Vấp. Chúng tôi cũng mới phát triển thêm là quận 7, quận Nhà Bè, quận Củ Chi, Thủ Đức, Bình Thạnh. Chúng tôi vẫn duy trì và phát triển các chi hội liên kết ở các tỉnh trong mọi miền đất nước. Về công tác hoạt động giao lưu với quốc tế thì chúng tôi vẫn duy trì với các hiệp hội tóc nước ngoài. Hiện thời chúng tôi cũng đang liên lạc với các doanh nghiệp ở nước ngoài, các công ty về tóc để mà chúng tôi sẽ đưa các hội viên trẻ đi ra nước ngoài để mà tu nghiệp thêm. Giây phút linh thiêng của lễ giỗ tổ, cùng với các bậc tiền bối đảm nhiệm công việc dân hương, thành kính dâng lên tổ nghiệp của ngành tóc những lời tri ân, với lòng biết ơn những người đã sáng lập và góp phần phát triển ngành tóc Việt Nam. Những người trẻ tuổi hôm nay đang kế tục và phát huy nghiệp tóc, một ngành nghề đáng tự hào và nguyện sẽ giữ mãi trong tim ngọn lửa thiêng liêng của tổ tiên, phát huy óc sáng tạo, niềm đam mê hướng đến vẻ đẹp toàn thiện toàn mỹ để ngành nghề tóc ngày càng khởi sắc hơn, cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Uống nước nhớ nguồn, đó là đạo lý truyền đời của dân tộc Việt Nam. Tựa vào những giá trị bền vững do cha ông đã tạo dựng, lớp con cháu ngày nay đang mang hết tài sức cùng bao tâm huyết để vươn tới những đỉnh cao mới. Đó chính là cách để lớp trẻ hôm nay bày tỏ lòng tri ân một cách trọn vẹn nhất với thế hệ đi trước, cùng chung tay chung sức vì sự phát triển chung của ngành tóc của làng thời trang Việt Nam. Cắt uốn và tạo mẫu tóc là một ngành nghề lấy vẻ đẹp của con người làm trọng tâm. Ngành tạo mẫu tóc và các nhãn hàng sản phẩm làm đẹp cho tóc luôn chú trọng tìm kiếm các xu hướng mới, các vẻ đẹp mới để định hướng cho người tiêu dùng. Trong buổi lễ tri ân tổ nghiệp này, nhãn hàng Sophia Platinum, đơn vị tài trợ chính cho lễ giỗ tổ năm nay,
cũng đã giới thiệu xu hướng tóc nhuộm 2015 qua những mẫu tóc do các người mẫu trình diễn. Quý vị và các bạn đang đến với phần trình diễn những mẫu tóc ấn tượng đầy sáng tạo và mới lạ. Đây là những mẫu tóc được thực hiện bởi các nhà tạo mẫu tóc nhằm thể hiện sự khéo léo và sự sáng tạo của riêng mình. Như chúng ta đã biết, trong nghề tạo mẫu tóc, cùng với sự khéo léo, với tay nghề chuyên môn cao, thì người tạo mẫu tóc không thể thiếu óc sáng tạo. Sự sáng tạo bay bổng chính là nơi để cảm xúc của người làm nghệ thuật được thăng hoa. Với những mẫu tóc ấn tượng này, bạn sẽ không sử dụng chúng trong cuộc sống đời thường, nhưng ngắm chúng, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng, được tạo dựng bởi tay nghề điêu luyện cùng óc sáng tạo của mỗi nhà tạo mẫu tóc. Có thể nói rằng, lễ giỗ tổ ngành tóc không chỉ là dịp để lớp trẻ hôm nay nhớ đến và bày tỏ lòng tri ân với tổ nghiệp, với những bậc tiền bối. Đây còn là dịp để các nhà tạo mẫu tóc ở các nơi cùng tự về, giao lưu, trao đổi học hỏi, kinh nghiệm lẫn nhau, cũng như học hỏi những xu hướng thời trang tóc mới nhất hiện nay. Chẳng vì thế mà những năm gần đây, trong chương trình của các lễ giỗ tổ ngành tóc, không thể thiếu phần trình diễn tạo mẫu tóc của các chuyên gia, các nhà tạo mẫu tóc tiêu biểu, những người đã thành danh qua các cuộc thi tạo mẫu tóc trong và ngoài nước, và cả những nhà tạo mẫu tóc đã khẳng định được tay nghề của mình trong làng thời trang tóc. Đây là những mẫu đã được các nhà tạo mẫu tóc chăm chút sáng tạo với mong muốn góp phần tôn vinh cho vẻ đẹp sang trọng quý phái của người phụ nữ trong những buổi tiệc quan trọng hay cả trong những buổi gặp gỡ thân mật. Và lẽ dĩ nhiên, mỗi mẫu thiết kế này sẽ chỉ hợp với từng gương mặt, dáng người, hợp với từng bộ trang phục và cả không gian nơi bạn đến. Chính vì lẽ đó, nghề tạo mẫu tóc luôn đòi hỏi óc thẩm mỹ cùng sự sáng tạo để tìm ra những mẫu tóc phù hợp với bản thân mỗi người, mỗi không gian buổi tiệc. Và thông điệp mà các nhà tạo mẫu tóc muốn gửi đến là bạn hãy tự tin đến với những nhà tạo mẫu tóc, họ sẽ làm cho bạn đẹp hơn lên với kiểu tóc phù hợp với riêng mình. Với số lượng hội viên tham gia mỗi năm ngày một đông hơn, điều đó chứng tỏ ngành tóc Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ngành tóc Việt Nam nói chung đang ngày một phát triển mạnh mẽ hơn, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ làm đẹp cho tóc, làm đẹp cho người và làm đẹp cho đời của ngành tóc. Có thể nói rằng, cùng với sự phát triển của xã hội, nghề cắt uốn tóc, tạo mẫu tóc đã trở nên một phần thiết yếu trong đời sống mỗi chúng ta, góp phần tôn vinh vẻ đẹp thời trang và cá tính cho riêng mỗi người. Và trong những năm gần đây, nghề tóc Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hòa nhịp với sự phát triển chung của ngành trong khu vực và thế giới. Uống nước nhớ nguồn, có được thành quả hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến những người đã đặt nền móng và góp sức cho ngành tóc Việt Nam được phát triển. Đó chính là ý nghĩa cao đẹp nhất của mỗi mùa lễ giỗ tổ ngành tóc, khi mỗi năm cũ qua đi, cho năm mới lại đến với nhiều hứa hẹn hơn. Và các bạn thân mến, chương trình thời trang và cuộc sống được thực hiện với sự phối hợp giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, công ty Đông Tây Promotion với sự tài trợ của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang của công ty dược phẩm Hoa Thiên Phú xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ tới, phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật mỗi tuần trên HTV7 và được phát lại vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ ba hàng tuần cũng trên HTV7. Chương trình thời trang kỳ tới sẽ giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập Peaceful của nhà thiết kế Tăng Thành Công. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.